Ông ơi, gia đình anh Phước nay đi phát quà từ thiện thì đến đây thì thấy anh như thế này thì em dâu cũng nói là mang đến cho anh bao gạo. Em gửi thêm cho anh để mua đồ anh. Đó, ở đây anh ấy sống một mình mà khổ sở, em thì cũng lo cho anh là gạo biết hàng tháng đấy. Mọi thứ này em ấy... em gửi anh mua đồ em. Dạ. Gác giữ sức khỏe cho anh nha. Đi ra ngoài này cho thoáng nè. Dạ. Đấy, con chó em dâu đưa cho nuôi là bữa nay tốt đẹp rồi. Đừng muốn đau. Dạ. Đấy, dạ. Khổ lắm. Em có đánh mà. Dạ. Có ráng giữ sức khỏe anh nha. Đấy, okay. Sinh hoạt ở trong nhà nó hôi lắm. Dạ. Đó. Con áo cũ đây. Đấy, quần áo là bà con xem vừa thế nào thì xem đấy, còn bánh này. Này, bánh này. Đó. Mến chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của em dâu. Hiện tại em dâu đang đứng ở trước cửa nhà cha mẹ thầy cùng với vợ chồng nhà anh Phước chuẩn bị đi phát cho bà con 3 tạ gạo ở khu vực làng kề bên nhà thầy, cũng là khu vực mà thầy tu tập ở đây. Đó, hiện tại đang gặp bác này, gặp bà chị đẹp ở Sài Gòn ra. Xin chào quý khán giả ở trên kênh của em dâu vlog ạ. Em dâu vlog hả? Dạ vâng. Rồi chào quý khán giả với cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Kim Xuyên sẵn cái kênh này thì cũng gửi lời tới là kính chúc tất cả toàn thể quý khán giả ở trên cộng đồng một lời chúc thật là tốt đẹp, tâm thân luôn an lạc và nhiều hạnh phúc, cũng như là xin mời tất cả quý vị là cung thỉnh cung nghinh đón ngài Minh Tùy Phật tại đất Gia Lai. Và hiện nay là đất nước Việt Nam thì rất là hân hoan chào đón đảnh lễ ngài. Đất nước đã có vị Phật xuất thế xuống trần gian rồi. Thì chắc chắn là Việt Nam sẽ là được an bình và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Và cái từ trường đó thì ngài sẽ lan tỏa ra khắp cả thế giới. Mà khi ngài xuất hiện dưới trần gian này chắc chắn là một cái bước ngoặt của cả nhân loại, cho nên là tất cả mọi người ai cũng cố gắng là học hành đạo của ngài. Và năm giới thì giữ được giới nào thì tốt giới đó. Nam mô A Di Đà Phật. Ô chị có bó sen đẹp quá nhỉ. Chị mua ở đâu sen đấy? Sen đi dưng ở sen này là cầm từ trong Sài Gòn ra. Chị Sài Gòn ở quận mấy chị? Chị ở quận Bình Tân. Cảm ơn chị nhé, đã chia sẻ những cái ý nguyện của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ em xin phép ba chị với lại bác đi phát gạo cho bà con nhé. Thì bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn đi theo chân của em dâu. Chuẩn bị đi đến bà con ở khu vực làng gần bên khu vực nhà thầy đây, chỉ cách có mười mấy 20 cây số thôi. Đó, thì bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn đi theo chân của em thì phát cho bà con những cái món quà. Đó. Anh Phước ơi, đoàn nhà mình là mấy người? Bốn người. Bốn người, dạ ok anh. Thì bây giờ đi theo em là mình đi lên kia luôn. Được. Dạ, vâng. Em chào mấy chị nhé. Dạ. Đợt này gặp em lúc có làm đó. Dạ. Hiện tại em dâu đã đến làng rồi, khu vực là kép đấy, bà con đang rất là trông chờ, chờ rồi. Dạ. Đậu đây đi. Vâng, anh đậu đây. Hoặc là dịch đến tí bà con đứng ở kia phát ở chỗ trống kia đẹp nhất. Đó. Ok. Đây bà con chắc sẽ đứng ở đây mình phát thì làm sao cho thuận tiện nhé. Đâu đây nè. Dạ. Thì loáng mình sắp xếp cho là đứng ở chỗ nào. Đâu rồi bà con tụ tập hết đâu rồi, hết rồi. Kêu bà con vô đứng ở đây. Hello. Kêu bà con đi vô trong này đi. Bà con đi vô trong này nhá. Phát gạo, phát gạo. Dạ. Con mời bà đi vô trong này nhá. Rồi mời ông bà đi vô trong này nhá. Các bà các cô đi vào trong này nhá, em râu phát gạo nhá. Học
Bốc đâu? Bốc đâu? À, bốc này bận hai cả. À, mấy anh em đây đại diện đúng không? Ừ thì kêu bà con đứng vào hỗ trợ bà con. Đứng xếp hàng vào nhá. À, thì hôm nay là gia đình anh Phước gồm có 30 bao gạo rồi bánh rồi các loại mì tôm để hỗ trợ cho bà con ở khu vực làng Kép ở gần nơi mà thầy tu tập, cả quần áo nữa. Đó. Thì tấm lòng của ít lòng nhiều, anh chị đã đưa những cái tấm lòng vàng đến cho bà con ở đây. Thì qua cái kênh của em dâu cũng cảm ơn gia đình anh Phước rất là nhiều. Đó. Thì bây giờ cầm bộ mình. Rồi. Đấy, bây giờ bà con là đứng xếp hàng đây đọc tên. À, lên phát những cái gì thì anh chị kêu người hỗ trợ này này. Bây giờ mình phát gạo trước. Phát gạo trước đi. Anh Đặng, anh thì anh Đặng đọc sau cùng đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Okay. Bà đông nuôi. Chị em. À. Không, ai cứ đưa ai nhận thì mình gạch tên đi em. À, bà nuôi. À. Kêu à, ý là bây giờ ai xong đứng sang đây đi. Ai xong đứng sang bên này đi. Đứng bên kia con. À, đúng rồi. Chứ của ai nhá, của người đấy nhá. Có ba chục suất ghi danh sách rồi. Rồi. Đó, có ba suất của người nào vào người đấy nhá. Đó. À người à, bà lấy rồi thì lên đi ngồi nhá. Ai lên đi ngồi cho con nhá. Dạ. Có 30 suất thì bóc ra lên danh sách 30 người rồi phải không? Chúc mọi người khỏe mạnh nha. Mọi người lần qua cảm ơn một tiếng nhá. Nhà này nó nhận 2 suất. Không. Nhận hội này. Đúng rồi, người nào đi vắng thì nhận họ được. Rồi. Chắc có phần của anh Đặng để à. Cháu này bốc lố phần của anh Đặng. Có hai cái mà chưa có hơn. Đâu còn nhà anh thế nào? Đâu đủ chưa? Còn hai người nữa. Nhà đây phải không? Ờ. Mình biết nhà Đặng rồi. Hai người nữa. Để lại cho Đặng một suất nhá, để ai cầm người cho Đặng nhá. Để tí nữa ăn hương chờ cũng được, tí hương chờ cho. Mình gọi đây 2 bao nè. Còn vẫn còn đây này. 3 bao nào thì lắng về cho anh lên ngoài lên được. Để lại 1 bao thôi, để lại 1 bao được. À để lại 2 bao cũng một nhà mới được là con bà Nu. Bà Nu. Bà nhà Cương Vĩ đó. Ăn ơi, nhà Cương Vĩ đó. Con bé. Rồi đây nhá, xong rồi. Còn hai khách kia là để cho hai nhà vì bì ấy bì quần áo cũ đây. Đấy quần áo là bà con xem vừa cái nào xong đấy, còn bánh này. Này bánh này. Bánh rồi là cái lon ấy này. Đó. Cái phần mình đặt đâu nhỉ? Rồi.
Đây đây đây, đúng rồi. Đấy, bà con xem cái nào vừa đẹp chúng ta lấy nhá, mặc hoan hỉ nhá. Và đây là bà con chúng ta là cảm ơn Mạnh Thường Quân này. Đấy, vợ chồng nhà anh Phước này. Đấy, đã ban cho chúng ta bao gạo. Đấy, nhờ cái phước hạnh của thầy Minh Tuệ mà lan tỏa yêu thương cho mọi người. Đấy. Đó, bà con hoan hỉ nhá. Nào bà. Nào bà mò. À, nào bà mò. Nào bà mò. Bỏ cái nhà thọng cho chúng đây. À, lấy mì tôm. Đây, cho anh này mì tôm này. Nào. Đây. Cho ăn giáp đây mì tôm đi ạ. Chưa sắt đấy hả? Đây mò. Mò rằng phà cả. À. Kêu là đi chân bò. Có nhảy không? Dạ rồi cho đi bò. Đấy. Đấy, qua cái kênh của em dâu là cảm ơn gia đình nhà anh Phước rất là nhiều. À, đến tận nơi bà con nghèo. Đấy. Đi chân bò, cho này bò đi. Cần lỗi nhá. Đem dao là xin lỗi nhá. Rồi nhá. Đi giật. Bỏ. Hôm nào rảnh rảnh lên huyện vào nhà em dâu chơi nhá. Nhà em dâu chỗ nào? Ở chỗ bệnh viện nhá. Bà ơi, bà có vui không? Vui chứ hả? Rồi. À. Đấy, bà xem có cái mền, cái chăn có lấy được không thì lấy cái nào lấy nhá. À, các bà, các mẹ rất là vui, hoan hỉ. À, được cái mền đẹp thế. À, đấy. Rồi. Cảm ơn gia đình nhà anh Phước rất là nhiều. Đấy, nụ cười của bà con là hạnh phúc của mình. Đấy. Bà cảm ơn em nhiều hơn. Dạ vâng. Nhờ có em mà ở đây anh mới biết mọi người. Dạ vâng. Chứ rồi không có em thì anh đâu có biết đâu. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn em nhiều chứ. Dạ vâng. Ôi bà con cho một tràng vỗ tay bà con ơi. Rồi, cảm ơn bà con nhá. Rồi, chúc bà con ngon miệng hạnh phúc nhá. Thôi đi, toàn mình đi nha. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Ủa con nè, con nè. Còn bánh nữa này, phát nốt bánh thì vẫn còn bánh. Rồi. Dạ. Tay em nhá, rồi cảm ơn. Nha. Dạ, rồi ok nhá. Đấy, những người nào mà đến không được thì em cầm về cho bà con nhá. Dạ. Ok. Sau khi phát quà thì em dâu cũng nói với anh Phước là chừa lại một bao gạo để cho anh Thông. Ê, mời các chị xuống thăm anh Thông tí này. Đây là chú cún mà em xin ở dưới cốc thầy đấy, để về cho anh Thông đấy. Ngon quá. Đây. Em gửi anh. À, anh Thông ơi. À, gia đình anh Phước nay đi phát quà từ thiện thì đến đây thì thấy anh như thế này thì em dâu cũng nói là mang đến cho anh bao gạo. Em. Em gửi thêm cho anh để mua đồ anh. Đó, ở đây anh ấy sống một mình mà khổ sở, em thì cũng lo cho anh là gạo biết hàng tháng đấy. Mọi thứ này em ý. Em gửi anh mua đồ em. Dạ. Ráng giữ sức khỏe cho anh nha. Đi ra ngoài này cho thoáng nè. Dạ. Đấy con chó em dâu đưa cho nuôi là bữa nay tốt đẹp rồi. Đừng muốn đau. Dạ. Đấy, dạ. Khổ lắm. Em ta đánh mà. Dạ. Còn ráng giữ sức khỏe anh nha. Đấy, okay. Sinh hoạt ở trong nhà nó hôi lắm. Dạ. Đó. Đó. Đây. Cháu gửi thêm cho anh để đấy. Đây nhá, lấy tiền đấy nhá, lấy 200 nữa là 500 rồi đấy nhá. Ừ. Mua cái gì ăn nhá, đừng có mua bậy bạ rượu chè là chết nhá. Ừ. Nghe lời em nhá. Ừ. Cảm ơn gia đình anh Phương đi. Dạ. Anh Phước dạ. Nhá. Dạ, được rồi anh, được rồi anh. Dạ. Dạ. Anh giữ sức khỏe là tốt rồi. Anh hút ít thuốc nha anh Thông nhá, em dặn rồi đấy nhá. Sao xem là dọn trong này chưa? Dọn. Ồ, vẫn chưa dọn kỹ lắm nhá, mai dọn sạch sẽ đi nhá. Bảo bì thôi. Rồi, giờ em về thì có gì em lên sau. Rồi, cảm ơn mọi người. Bye cún nha. Mời anh Phước. Gia đình nhà anh Phước đi phát quà từ thiện cho bà con ở đây. Thì cũng đến tri ân. Dạ. Đang nghỉ nhá. Rồi. Đấy, trong khi... Alo. Dạ.
Dạ có ạ, là con đang đi phát ra quà từ thiện đấy thì bác cứ nhắn tin qua cái số Zalo đi rồi tí về con ấy cho nhá. Dạ dạ, con đang bận một xíu. Dạ dạ. Đấy, thấy hoàn cảnh rất là đáng thương. Thì em dâu cũng lo được được một năm nay rồi. Thì có cái gì là mua cho chú vậy thôi. Dạ. Qua đây cũng cảm ơn gia đình nhà anh chị rất là nhiều. Em mới là quan trọng mà. Đó, anh chị đây. Dạ. Anh vẫn nằm viện chưa về à? Hôm qua em thấy tay bị làm sao đấy? Tay mổ đi cả nửa tháng nay giờ đang nằm viện mà từ giải mới mổ hôm thứ hai. Có gia đình nhà anh Phước đi làm từ thiện ở trong kia thì em nhớ đến bảo là không có là... nhiều em gửi chị gia đình luôn hết bệnh bình an. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, dạ. Thì thôi. Anh chị gửi lời cảm ơn gia đình nhà anh Phước. Em thay mặt gia đình thì em cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ, dạ, anh chị khỏe là vui. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Gia đình mình rất khỏe ha. Dạ. Vui rồi. Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn chị. Dạ. Mời chị nhá. Về nhá. Cảm ơn. Mời các anh vào nhà em chơi luôn. Ok. Đây. Đây. Nè, để. Anh lấy cái máy anh thử cho em coi. Dạ. Em đi vào. Mời cô chú anh chị theo chân của em dâu đi vào nhà em dâu chơi nhá. Cảm ơn cô chú đã xem hết cái video của dâu. Thì qua cái kênh của dâu thì dâu có bán một số những hàng nông sản, thì cũng mong bà con cô chú ủng hộ cho dâu. Trên kênh của dâu thì có bán mật ong gồm có 5 loại, loại đặc biệt là loại mật ong ruồi đó, sau là mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê, có 5 loại. Ngoài mật ong ra, Lâm còn bán tinh bột nghệ để dành cho bà con uống chung với lại mật ong vào những buổi sáng. Đấy, pha mật ong với lại tinh bột nghệ uống dành cho bác nào có hiện tượng đau và trào ngược dịch vị dạ dày. Ngoài những mặt hàng đó thì còn có rất nhiều mặt hàng như là trà thảo mộc. Đấy, trên tay Lâm đây có trà mãng cầu này. Đó. Trà mãng cầu thì có 2 loại bác nhé. Các bác là mua loại thượng hạng và loại bình thường đó. Giá cả làm sao, như thế nào thì số điện thoại em đang ghi ở màn hình, các bác có thể IB qua. Ngoài trà mãng cầu ra còn có trà lá ổi giúp thanh lọc cơ thể này, giảm tiêu, làm hỗ trợ được tiêu hóa là đẹp da này. Đặc biệt bác nào bị triệu chứng như là giảm mỡ máu, tiểu đường, giảm cân rất là tốt cho cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn giảm cân. Trong đây thì có 20 túi lọc rất là tốt. Và công dụng như thế nào, tốt như nào thì các bác ấy cứ nhắn qua cái số điện thoại ở dưới, em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác. Song song với những sản phẩm trên em còn có một sản phẩm nữa là củ tam thất. Đó. Củ tam thất này về các bác có thể ninh với gà rất là tốt. Và rất nhiều công dụng khác nữa. Đấy, củ tam thất nguyên và bột tam thất xay sẵn cũng có. Ngoài những mặt hàng còn rất nhiều mặt hàng như là hạt điều. Đấy. Hạt điều rang muối. Hạt điều có rất nhiều loại. Hạt điều rang muối này, bì 500g. Đấy. Rồi đây là trà gạo nứt, đậu đen, lá thảo mộc đun và ấm siêu tốc uống rất là tốt. Đấy. Rồi hoa đu đủ đực. Đó. Rồi thì hoa tam thất. Đấy, hoa tam thất các bác nhé. Hoa tam thất rất là tốt. Bác nào mà làm công việc cường độ thì dùng cái loại hoa này rất là tốt. Hãm thay nước trà hàng ngày. Rất nhiều các loại thảo mộc như là chè dây này. Chè dây cho bác nào mất ngủ này. Đó. Bác nào mất ngủ hay mất ngủ đó, căng thẳng rất là tốt cho bác nào bị đau dịch vị dạ dày. Thì qua kênh cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong cái thời gian vừa qua đã theo dõi kênh của dâu và có mua hàng ủng hộ cho dâu, thì cũng trích một phần nhỏ để đi làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú và các bác rất là nhiều đã quan tâm đến kênh của dâu và đã mua hàng ủng hộ cho dâu. Một lần nữa xin chào và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.